Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của chữa lành. Chữa lành có ý nghĩa là gì? Để làm khỏe mạnh toàn bộ âm thanh hoặc phục hồi sức khỏe, khỏi bệnh tật. Nhưng xung đột giữa mọi người hoặc các nhóm thường với hàm ý mạnh mẽ và khôi phục tình cũ, giải quyết hoài giải. Họ đã cố gắng hàn gắn nặng rạn nứt giữa họ nhưng không thành công. Tại sao chữa bệnh lại quan trọng? Chữa bệnh cho phép chúng ta lấy lại sức mạnh của mình. Nó cho chúng ta cơ hội để gắn các mặt lại với nhau theo cách để chúng ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chữa bệnh cho phép chúng ta xác định là người sống sót, không phải là nạn nhân. Chúng ta có thể trở thành tiếng nói cho những ai chưa lên tiếng. Chữa bệnh trong Cơ Đốc giáo là gì? Được coi là niềm tin Cơ Đốc giáo rằng Chúa Đức Chúa Trời chữa lành cho con người nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh. Việc chữa bệnh bằng đức tin thường liên quan đến việc đặt tay. Nó cũng được là gọi chữa bệnh siêu nhiên, chữa bệnh bằng thần thánh và chữa bệnh bằng phép màu. Trong số những thứ khác, xem vừa chữa lành cơ thể như một biểu hiện vật lý của sự cứu rỗi. Chúa nói gì về chữa lành? Chúa tuyên bố rằng, lạy Chúa, hãy chữa lành con và sẽ được chữa lành. Hãy cứu con và con sẽ được cứu, vì Chúa đã đấng con ngợi khen. Và mọi người đều cố gắng chạm vào ăn tay anh ta, bởi vì quyền lực đến từ anh ta và chữa lành tất cả họ. Nhưng ta sẽ phục hồi sức khỏe và chữa lành vết thương của người. Chữa bệnh có phải là một món quà tinh thần không? Trong thần học Kitô giáo, các quà tặng của chữa bệnh là một trong những ân tứ thuộc linh được tiết lộ trong Cô-rinh-tô 12, là một đặc sủng phi thường. Những món quà của sự chữa lành là siêu nhiên, trao cho một tín hữu với bộ trưởng các loại chữa bệnh và phục hồi các cá nhân thông qua sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Liệu pháp cảm ứng chữa bệnh là gì? Healing Touch là một liệu pháp năng lượng sử dụng các kỹ thuật nhẹ tay nhẹ nhàng được cho là giúp tái tạo lại trường năng lượng của bệnh nhân và đẩy mạnh quá trình chữa lành cơ thể, tâm trí và tinh thần. Healing Touch được trên niềm tin rằng con người là trường năng lượng luôn tương tác với người khác và môi trường. Chữa lành cảm xúc là gì? Chữa lành cảm xúc không giống như chữa lành thể xác. Trong khi chữa lành thể chất cần nghỉ ngơi, chữa lành cảm xúc đòi hỏi công việc. Nó đòi hỏi chúng ta phải đi vào sâu vào kinh nghiệm, thu thập trí tuệ và cam kết thay đổi cuộc sống của mình. Nếu một cảm xúc kinh nghiệm sau những chúng ta xung quanh, nó phải chứa một thông điệp chúng ta chưa nhận được. Chữa lành tinh thần là gì? Quá trình giảm nhẹ hoặc cố gắng làm giảm bớt bệnh tật về tinh thần hoặc thể chất thông qua sức mạnh của tâm trí, thường sử dụng phương pháp như hình dung, gợi ý và thao tác của ý thức của dòng năng lượng. Xem thêm đức tin chữa bệnh bằng tâm linh. Bạn cầu nguyện như thế nào để được chữa lành? Để chữa lành cho một người bạn, hãy nghĩ rằng, hỡi Chúa, về người bạn của chúng con đang bị bệnh, người mà chúng con đang ca ngợi sự quan tâm từ bi của Ngài, rằng không có sự chữa lành nào là có khóa nếu đó là ý muốn của Ngài. Do đó, chúng con cầu nguyện rằng Ngài ban cho người bạn của chúng con với sự chăm sóc yêu thương của bạn, tái tạo sức mạnh cô ta và anh ta và chữa lành những gì gây ra cho anh ta và cô ta trong dòng yêu thương của Ngài. Làm thế nào để bạn biểu lộ quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời? Thứ nhất, tiếp nhận và chia sẻ những kiến thức về chữa bệnh. Thứ hai, cầu nguyện với thẩm quyền để giải phóng quyền năng của Đức Chúa Trời. Thứ ba, tiếp tục phục vụ mọi người khi không được chữa lành ngay lập tức. Thứ bốn, sử dụng mô hình cầu nguyện 5 bước. Thứ năm, bước ra, chấp nhận rủi ro và xem Chúa là điều kỳ diệu.
Sự chữa lành thiêng liêng trong Kinh Thánh là gì? Chữa lành như sự can thiệp của Thần Thánh, như để đáp lại lời cầu nguyện hoặc vì đức tin. Một phương pháp sử dụng lời cầu nguyện hoặc đức tin với hy vọng nhận được sự chữa lành như vậy. Cầu nguyện có chữa lành người bệnh không? Thực hành tôn giáo được liên kết với việc chữa bệnh trong nhiều thiên kỷ. Mọi người cầu mong sức khỏe tốt và khỏi bệnh. Cầu nguyện có thể mang lại sức khỏe và sự chữa lành thông qua hoặc nhiều cơ chế. Sự chữa lành siêu nhiên là gì? Chữa bệnh bằng siêu nhiên là một thuật ngữ chung để chỉ một nhóm các phương pháp điều trị dựa trên thuyết thần trực bí hoặc những tiết lộ được khẳng định, chứ không phải bằng chứng thực nghiệm vốn là nền tảng của y học khoa học. Làm thế nào để chữa lành thần thánh hoạt động? Sự chữa lành thần thánh có nghĩa là sự phục hồi sức khỏe thông qua sự can thiệp trực tiếp của Chúa. Sản phẩm của một sự can thiệp như vậy tạo thành những điều kỳ diệu. Thực hành này thường được thực hiện bằng cách đặt tay. Các cầu nguyện của Chúa Giêsu chữa khỏi bệnh tật được ghi lại trong 4 sách phúc âm. Làm thế nào để bạn làm lành cảm ứng? Healing touch có thể được thực hiện trong trường hợp năng lượng của một người xung quanh cơ thể hoặc trên cơ thể. Bạn có thể ngồi trên ghế hoặc nằm xuống. Nếu người tập đang làm trong trường hợp năng lượng, họ di chuyển bàn tay của họ trong không khí xung quanh cơ thể để làm sạch, cân bằng hoặc cung cấp năng lượng cho bạn. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.